Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Chương 271 mang tên Thỉnh cầu của Hòa Sơn. Chuyện người muốn biết ta đã nói rồi. Có phải đã có thể đưa chiêm tổ cho ta mượn một chút rồi không hòa sơn nhìn cái mai rùa trên tay quy bất quy bằng ánh mắt đầy mong đợi gã hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp còn muốn gì nữa thì nói ra hết luôn đi nếu có thể làm được thì dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng hòa sơn cũng hòa sơn còn chưa nói dứt lời quy bất quy đột nhiên giơ tay về phía gã một thư đèn như mực to bằng bàn tay bay về phía đại phương sư cuối cùng Hòa Sơn theo phản xạ có điều kiện Vung tay ra, đánh về phía nó May sao ngay khoảnh khắc vừa vung tay lên Thì gác kịp thời phản ứng lại Thả lòng lực đảo trên tay Rồi đón gọn chiêm tổ Bằng hai bàn tay Vừa tiếp được may rùa Hòa Sơn lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người Vừa rồi, nếu gác không phản ứng kịp Thì hiện giờ món bảo bối quý giá này Đã chia năm xe bầy rồi Hòa Sơn hít một hơi thật sâu Rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất Chuẩn bị thi triển phương pháp sử dụng chiêm tổ Xem xem rốt cuộc Phải làm thế nào Mới có thể được sư tôn tha thứ cho Thế Hòa Sơn định ngang nhiên Ngồi ngay trong sân Nơi người hầu của Lưu Vương Phủ qua lại Mà sử dụng chiêm tổ Quỷ bất quỷ cười khà khà Nói với nam nhân tóc đỏ <laughs> Người vợ mới tắm giờ sạch sẽ Thay quần áo xong cơm mà Đừng có vội làm bẩn nhanh như thế chứ Vào trong phòng dùng chiêm tổ đi Đường đường một đại phương sư mà lôi thôi bê bối vậy Không sợ làm sư tôn của người mất mặt sao Nghe quy bất quy nhắc tới sư tôn nhà mình Hòa Sơn trần trừ một lát Giờ vẫn thu dọn chiêm tổ cúi đầu đi vào trong sảnh chính Thầy ga đi vào Ngồi bên quý bất quy Dân theo hai con yêu quái tạm thời đi ra Nhìn lại toàn bộ sảnh cho nam nhân tóc đỏ Hai người hai yêu đứng bên ngoài sảnh chính Bạch vô cầu nghền cổ ngon nghiêng vào bên trong Rồi quay sang đó với quý bất quy Ông già Vừa nãy ông đây nghe rõ rồi nhé Người chỉ đường cho Hòa Sơn Chính là cái tên khốn kiếp Lục vô kỵ kia đúng không Chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện hắn Với hai lâu chủ kia có quan hệ gì Ông đây chỉ không hiểu Hắn bắt đầu làm người tốt từ bao giờ thế Dùm đờ hai người Hòa Sơn Quảng Nhân Thì hắn được ích lợi rẻ Bạch vô cầu còn chưa nói xong Mặt đất dây chân bọn họ Đột nhiên rung chuyển Đám người hầu xung quanh hét lên Động đất mau ra khỏi nhà đi Động đất rồi Trong lúc mấy người hầu trong nhà Lục tục kêu nhau chạy ra ngoài Mà đất bên dưới một gian nhà đối diện sành chính Đột nhiên sạt lở Sau đó toàn bộ gian nhà cơ thế sụp xuống lòng đất Đám người hầu bỏ chạy tán loạn khắp nơi Chợt có mười mấy cây bóng đen Từ dưới mặt đất sông ra Mười mấy bóng đen này đều là yêu quái Con nào con nấy cao lớn hơn người bình thường Trong tay bọn chúng Cầm đao kiếm tỏa ra khí đen chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã chém rơi đầu hai người hầu chạy loang quang gần đó Kế tiếp lập tức xông về phía mấy người ngô miễn quý bất quý Cùng lúc nhìn thấy đám yêu quái ra tay giết người Bạch vô cầu cũng xông lên nháy mắt mà hắn đã lao tới chỗ đám yêu quái Dám giết người trước mặt ông đây Coi yêu vương ông đây là đồ trang trí đấy hả Đám này là của ta Mấy người đừng can thiệp vào trong lúc bạch vô cầu chiến đấu Cùng đám yêu quái Trước cổng lớn xảy ra một trận hỗn loạn Rồi thì nghe thấy giọng trình cát hét lên Các vị lao thần tiến cứu mà Có yêu quái Nói còn chưa dứt lời Trình quản gia đã dân theo Mười mấy người hầu từ bên ngoài chạy vội vào Trên người bọn họ Đều có vết thương chảy máu Đuổi theo phía sau là bốn năm con yêu quái Cao lớn thân bằng áo giáp Chính là loài si hung Đã từng suýt chút nữa lấy mạng mấy đại tu sĩ quảng nhân quảng hiếu hay quy bất quy hiện tại bách vô cầu đang chiến đấu với mấy con yêu quái ở bên kia mặc dù liên tục có yêu quái bị tên thô lỗ đánh chết nhưng từ bên dưới cây hố xuất hiện sau vụ sạt lở lại không ngừng có thêm yêu quái xông ra tân yêu vương cũng không thể giải quyết xong ngay trong chốc lát được thế rồi chỉ có ngô miễn một mình xông lên Nằm nhân tóc bạc không chịu ra tham lăng, mà dùng tay không đón hướng xì hùng nhào tới chứng kiến hai toán yêu quái ập vào từ hai hướng khác nhau quỷ bất quy lập tức hiểu ra liệt bất chấp việc hòa sơn vẫn đang quan sát sự biến hóa của chiêm tổ ông già vội vàng chạy vào trong sảnh chính hòa sơn trả chiêm tổ cho ông ông già còn chưa nói xong từ trên nóc sảnh bỗng còn mấy cây bóng đen cùng lúc nhảy xuống mà chúng đều là yêu quái giống khỉ trong tay con nào cũng cầm theo yêu khí nhào tới chỗ quỷ bất quy đôi mắt mù của ông già đã trở thành trở ngại lớn lại thêm đám yêu quái khỉ này quá nhanh nhẹn mới chỉ trong chớp mắt mà trên người ông già đã trồng chất vết thương cùng mày là nhóc nhậm tam vẫn luôn bám theo quy bất quy thằng nhóc công sông vào đánh lộn với đám yêu quái khỉ được cái là đám yêu quái này thiên về linh hoạt nhanh nhẹn chứ không hung hãn như si hung nếu không thì lúc này một già một trẻ bọn họ đã xong luôn rồi lúc này ngồi mệt đã dẫn dụ đám si hung vừa bị đánh lui về bên cạnh ông già Nam nhân tóc bạc vừa để ý bảo vệ quy bất quy Đồng thời ra sức tấn công Làm giảm số lượng yêu quái lúc này Trình Cát sắc mặt trắng bệnh Đã chạy đến sảnh chính Nơi này đã bắt đầu rung lắc kịch liệt Ông ta gấp gáp Nói với Hòa Sơn Vẫn đang gây người quan sát mai rùa Quý khách à Ngài mau ra ngoài đi Không thể ở lại trong này được nữa Dư mạng mới là quan trọng Ông ta vừa nói Vừa thò lại gần kéo tay Hòa Sơn Cố gắng lại tỉnh nam nhân tóc đỏ Đang hết sức chú ý quan sát Biên hóa của chiêm tổ Hoa Sơn giật mình sực tỉnh Trong cơn tức giận Gà dơ tay ra tóm lấy cổ trình cắt Hiện giờ thì người cũng như tên Gà tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng Trông hệt như một ngọn núi lửa Đang chuẩn bị phun trào ngay lập tức Hoa Sơn vung tay lên Định giết quách cái tên quản gia Phá hỏng chuyện lớn của mình Lão già xin ngài tha mạng Chỉnh Cát hét lớn một tiếng Rồi xoay người định trốn ra khỏi sảnh chính Đồng lúc Hòa Sơn định đuổi theo Vị đại quản gia của Lưu Vương Phủ Bất ngờ xoay người lại Trong tay đột nhiên xuất hiện Một món pháo khí trông như nửa khúc yêu cốt Nhưng nếu nhìn kỹ lại Thì thấy nửa khúc yêu cốt này Được chế từ gang Bề mặt tỏa ra từng luồng khê đen nhẹ nhẹ Hòa Sơn trong cơn nóng giận Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Trình Cát sẽ đánh trả Càng không ngờ người này lại là vị bạn cũ của Vân Thiên Lâu Chủ Đã chỉ đường cho gã tới trường ăn Để không yêu cốt trực tiếp Đâm xuyên qua ngực Hòa Sơn Sau đó Trình Cát vung tay Hất mạnh gã về phía mấy người ngô miễn Quý bất quý Lúc này hai người kia đã nhìn thấy bộ mặt thật Của Trình Cát Đã định tách ra khỏi đám yêu quái Để xông vào sảnh Thì lại bị Hòa Sơn cản mất một bước Chỉ trong trước mắt đã đủ thời gian cho Trình Cát Có cơ hội thi triển độn pháp ngũ hành Đành phải chớp mắt đi người nọ biến mất không còn bóng dáng ngay trước mặt mình đã tạ các vị đã tặng bảo vật trước khi biến mất trình cát còn để lại một câu chẳng qua sau khi nghe được câu này mấy người ngô miễn quý bất quy đều tức đến xanh cả mặt Một lát sau trình ca xuất hiện tại một nhà dân trong thôn làng nhỏ bên ngoài thành trường an sau khi xuất hiện quan gia của lưu vương phủ đã biến thành một người khác người này cũng có một mái tóc bạc giống như ngô miễn Chính là lục vô kỵ Lần trước bỏ lại thái tử yêu sơn cương minh Mới trốn thoát được Người đồng hành quy trần Đang ở trong nhà chờ hắn Tâm trạng có phần lo lắng Vừa nhìn thấy lục vô kỵ xuất hiện Y vội vàng chạy tới hỏi dồn Mọi chuyện có thuận lợi không Đã lấy được chiêm tổ chưa Y chưa nói xong đã thấy lục vô kỵ cười tùm tìm Lấy cây mai rùa đang giấu trong tay áo ra Nói Tuy là đã chết mất không ít yêu quái Nhưng công mai là lấy được chiêm tổ rồi Chỉ cần con nó trong tay Người và ta có thể tạo ra con yêu quái mạnh nhất Để lúc đó cho dù trên đời này vẫn còn không hại Thì cũng chẳng phải lo lắng Trong khi lục vô kỳ nói chuyện Quy Trần đã hào hứng cầm lấy chiêm tổ Y lật qua lật lại quan sát kỹ càng mấy lượt Sau đó lại ngẩng đầu lên nói với lục vô kỳ Đây chính là chiêm tổ hả? Trông chẳng khác gì cây mai ruộng bình thường Thứ bảo bối này có thể sửa mệnh được thật sao đeo nhà họ võ không phát đạt như thế Mới đại nhân vật như quy bất quy hòa sơn không liều mạng vì thứ này như thế thì ta cũng không tin cái thứ đồ chơi này là chiêm tổ đâu nên chẳng vừa mắt chút nào lục vô kỳ khẽ mỉm cười lê lại cái mai rùa từ tay quy trần sau đó hắn đặt chiêm tổ trên mặt đất nói ta đã hỏi ra được cách dùng chiêm tổ từ chỗ võ nguyên khánh rồi nếu con đường mà chiêm tổ bói ra Không thông suốt Chúng ta còn có thể sửa mạnh Nói rồi Lục vô kỵ bắt đầu khởi động chiêm tổ Nhưng chỉ một lát sau Vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên kỳ quái Giật mình nói với Quy Trần Chúng kế rồi Đi mau Lục cả hai bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành Mới nhận ra rằng Bọn họ không thể nào thi triển được Có ai đó đã hạ cơm chế Ngăn chặn đồn pháp sau đó trên nóc nhà xuất hiện Một lỗ thùng to đùng Vô số thủ cấp yêu quái không ngừng rơi xuống Thông qua cây lỗ Kế tiếp là một giọng nói sang sảng thô kệch vang lên Đã tưởng ăn thịt ba ba chưa Cái thứ trong tay người Chính là mai của con ba ba Tôi hôm qua ông đây ăn đẻ Trường 272 Chết thay Lúc giọng nói của bách vô cầu vang lên trên nóc nhà Toàn bộ cỏ chanh dùng để lợp mái nhà bị hất tung lên Sau đó cả căn nhà tranh Đột nhiên chia năm xẻ bảy, Chỉ còn lại hai người lục vô kỵ Quy Trần đứng chơi trọi ở bên trong Lâu này Cả hai mới nhận ra là Mình đã bị bao vây từ ba phía Trước mặt là Ngô Miễn Đang cầm pháp khí tham lăng Đối diện với Ngô Miễn là Bách Vô Cầu Lâu nãy vừa mới lên tiếng trên mái nhà Đứng ở góc thứ ba Là tổ hợp oan gia kỳ quái Quy Bất Quy và Hòa Sơn Thầy ngày cả hòa sơn cũng nhập hội với nhóm người này lục vô kỵ lập tức hiểu ra mọi chuyện hắn thở dài một tiếng nói với vị đại phương sư cuối cùng thì ra ta đã trung kế của đại phương sư ngài đây cũng coi như không lỗ chiêm tổ là giả trên đó còn có pháp khí truy tìm dấu vết đúng không có điều kỹ năng diễn kịch của đại phương sư cũng tốt lắm nếu người không bày ra cái bộ dạng nhếch nhác thảm hại như vậy ta cũng sẽ không cho rằng thường người cầm trong tay là chiêm tổ thật trên tay Hòa sơn đã cầm thanh trường kiếm rực lửa gã cười lạnh một tiếng rồi nói có trách thì trách là gan người qua lớn đến cả ta mà cũng dám lừa người ấy cho rằng ta thật sự hồ đồ ngu ngốc đến mức kẻ nào muốn gài bẫy mình mà cũng không phân biệt được sao nói thế nào thì Hòa sơn cũng đã từng là đại phương sư lúc có người bông dưng xuất hiện tốt bụng chỉ đường nói là trong thành trường an xuất hiện chiêm tổ gã đã cảm thấy có điều cổ quái mà chiêm tổ lại còn nằm trong tay mấy người ngô miễn quý bất quý chỉ dựa vào năng lực của hòa sơn ngã Một lấy được chiêm tổ trong tay bọn họ so với lên trời cũng chẳng dễ hơn là bao người này nhất định không có ít tốt có điều sức hấp dẫn của chiêm tổ vẫn rất khó cưỡng lại khiến hòa sơn cấp tốc không nghỉ lên đường đi tới trường an sau khi gặp được ngô miễn quy bất quy bên ngoài gã giả vờ Là mình đến đây mượn dùng chiêm tổ sau lưng lại âm thầm dùng phép truyền âm độc môn của phai phương sĩ để nói với hai người ngô quy về mối nghi ngại trong lòng cuối cùng vân lấy chiêm tổ làm điều kiện hòa sơn đưa ra yêu cầu nếu các có thể giúp bọn họ dẫn dụ kẻ đứng sau ra thì bọn họ phải cho hắn mượn chiêm tổ dùng một lát ngô miễn quy bất quy cùng nhanh chóng đoán ra được chuyện này có liên quan đến lục vô kỵ quy bất quy lập tức đồng ý với đề nghị của hòa sơn diễn một vở kịch trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng thành trường an vì chiêm tổ hòa sơn coi như bất chấp không thèm để ý đến thể diện của bản thân Lặng nhãng bám theo mấy người ngô miễn quy bất quy Cười như kẻ điên cuối cùng còn chơi lớn quỳ xuống trước mặt mấy người bọn họ trước giờ lục vô kỵ chưa từng nhìn thấy chiêm tổ ngoài việc biết đó là cái mai rùa do Trần Long phi thăng để lại ra thì hắn chẳng biết thêm gì nữa lại trông thấy Hòa Sơn lúc ở trong sảnh chính cứ si mê ngây dại mà nhìn chiêm tổ Lục vô Kỳ càng chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm Hòa Sơn đã từng là đại phương sư gái nhất định rất biết nhìn hàng giờ thì Lục vô Kỳ đã hiểu ra mọi chuyện thân thể hắn đã hóa yêu Vậy mịn mọc kín khắp người Lục vô kỵ liếc nhìn quy trần Đang sầm mặt lại Cười khổ một tiếng nói Lần này là ta liên lụy đến người Bỏ lát ta sẽ nghĩ cách cầm chân bọn họ Ngươi không cần xen vào Cứ bỏ chạy giữ lấy cái mạng đã Lo cho cái thân người đi đã Rồi hãy bao đồng chuyện người khác Trong tay quy trần cũng xuất hiện Một khúc yêu cốt bằng gang Giống hệt như của lục vô kỵ Trước đó hai người sử dụng yêu cốt thật Đều bị phá hủy hết vì vậy cả hai đành phải đổi sang dùng pháp khí này thế pháp khí mà hai người kia sử dụng hòa sơn cởi lạnh một tiếng rồi nói với quy bất quy theo những gì chúng ta đã thỏa thuận ta giúp các người tìm ra hai kẻ này các người cho ta mượn chiêm tổ dùng một lát người sẽ không nuốt lời đấy chứ người cho rằng ông già ta là vị đại phương sư kia sao thế hòa sơn có vẻ bực bội quy bất quy cười kha kha rồi tiếp tục nói sau khi chuyện ngày hôm nay kết thúc Ông giả ta sẽ cho người mượn chiêm tổ Chơi chán thì thôi Ông già ta đã chính miệng nói rồi Người có cần lập chứng từ Làm bằng luôn không Không cần đến mức ấy Còn chưa nói dứt lời Hòa sự bất ngờ Quang thành hỏa kiếm trong tay Về phía hai người lục vô kỵ quy trần Trường kiếm vừa rời tay liền biến ảo thành lửa lớn ngút trời Thổi quét về phía hai người kia sau đó chính hòa sơn cũng nhảy vào giữa lửa lớn gã hòa thành một thể với ngọn lửa lao về phía hai kẻ địch ở bên trong mọi người ở đây đều không ngờ hòa sơn sẽ ra tay đầu tiên có điều theo động tác mở đầu của gã mọi người một yêu ngô miễn và bách vô cầu cũng xông vào trong trận lửa sau khi vọt vào bên trong lửa lớn đột nhiên bùng lên mạnh hơn cao tới mấy trường người dân trong thôn đều bị kinh động nhìn thấy đám cháy khủng khiếp như vậy thì nhào nhào kéo nhau Chạy ra khỏi thôn lánh nạn Lúc này từ trong một căn nhà trống ở gần đó Có mấy mấy con yêu quái lớn bé đủ cả Đồn loạt lao ra bên ngoài Lần này vào kinh Lục vô kỵ không dám đem theo quá nhiều yêu quái Trừ đi đám yêu quái Sắp xếp ở Lưu vương phủ Để đánh lạc hướng sự chú ý của ngô miễn quy bất quy Trong tay hắn Cũng chỉ còn lại mười mấy, mấy con yêu quái này nữa thôi Sau khi đám yêu quái lao vào trong trận lửa Bên trong liên tiếp xảy ra Vài lần nổ mạnh Theo đó là vô số tàn thi yêu quái không ngừng Bắn tung tóe ra ngoài Ngày lúc quỷ bất Quy bắt đầu cân nhắc xem Liệu còn nên vào trong xem trò vui một chút hay không Chờ lửa vốn đang cháy ngột ngột Thì đột nhiên tắt ngấm Ông già thấy được khi tức của hòa sơn Và quy trần đều đã suy yếu hẳn đi Lúc này Nhọc nhậm tàm thò cái đầu nhỏ nhỏ của mình Lên khỏi mặt đất dưới chân quy bất quy Nói lại chuyện đang xảy ra cho ông già biết Là bất tử Cả Quy Trần và Hòa Sơn Đều nằm đo đất rồi Cái tên họ lục cũng thương tích đầy mình Còn cháu trai nhà chúng ta và Ngô Miễn Thì không hề hấn gì cả Hôm nay chúng ta thắng chắc rồi Vừa rồi lục vô kỳ dự định Liều mình bất chấp ra nào cũng phải bảo vệ cho Quy Trần Rút lui an toàn Không ngờ là có vẻ như Mấy người ngô miễn đã nhìn thấu tâm tư của hắn Yêu vương Bách Vô Cầu và Hòa Sơn một người một yêu quân lấy lục vô kỵ còn ngô miễn trực tiếp đánh thẳng về phía quy trần nếu không có đám yêu quái mà hắn đưa tới ra sức hộ vệ lúc này quy trần đã mất mạng rồi nhưng dù là thế ngô miễn chẳng những thong thả giết sạch đám yêu quái mà còn đánh ngã quy trần điều duy nhất lục vô kỵ có thể làm được lúc này là chỉ gắng gượng chịu đòn của bách vô cầu để liều mình đả thương hòa sơn coi như trả thù mặc dù hắn có khả năng hồi phục cực nhanh nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ Cho dù có đánh chết Hòa Sơn Thì cũng chẳng thể Là mấy người ngô miễn quý bất quy Chịu tổn thất gì Có lẽ mấy người bọn họ Còn ước gì mình giúp họ làm như vậy ấy chứ Sau khi chiếm được yêu thế tuyệt đối Một người một yêu ngô miễn Và bách vô cầu dừng tay Một trước một sau Đứng kẹp lục vô kỳ ở giữa Ngồi bên nhìn vết thương đang lành lại Với tốc độ cực kỳ nhanh Của tên bán yêu này Ngồi miền trần đợt nụ cười đặc trưng của mình nói Bị thương nặng như vậy Mà đảo mắt một cái đã hồi phục rồi Ta cược nhé Chặt đầu ngơi xuống rồi Và có thể mọc lại như cũ Đừng nói vơ vẩn Ông trẻ Ông đừng cậy mình là trưởng bối Thì nói láo cái gì cũng được nhé Ông đây không tin lời ông trẻ nói đâu Ông đây cược với ông Cược bằng cái chức yêu vương luôn đấy Chưa đợi ngô miễn nói dứt lời Bạch vô cầu không hiểu ra sao, lập tức lắc đầu cay bướng. Hắn chỉ vào lục vô kỵ vẫn còn đang thở dốc tiếp tục nói: gì nhỉ? họ lục kia, ông đây và ông trẻ nhà chúng ta cược với nhau. Người à chặt cái đầu của mình xuống rồi gắn lên lại thử xem. Người mà còn sống được thì coi như ông đây thua, cho người làm yêu vương luôn. Hai người còn ta là trò tiêu khiển đây họ. Vẻ mặt luôn ẩn hiện vẻ tươi cười Của lục vô kỵ biến mất Hắn lại dơ khúc yêu cốt bằng gang lên Vô tới ngô miễn trước mặt mình Bách vô cầu đứng sau lưng Thay tên bán yêu Đến lúc này vẫn còn cố vùng vẫy Lập tức bổ nhào tới sau lưng lục vô kỵ Đồng lúc đó Từ trong cơ thể lục vô kỵ Bất ngờ có một bóng người lao ra Tiếp tục nhào tới chỗ nam nhân tóc bạc Còn lục vô kỵ thì bất thình lình Xoay người lại Giờ phong khí trong tay lên Đánh về phía bách vô cầu đã vọt tới sau lưng mình sau khi sắp sửa đánh trúng tên thô lỗ Thì đột nhiên nổ vang một tiếng Xung lực từ vụ nổ Đẩy bách vô cầu phải lùi lại phía sau mấy bước Đến lúc này Lục vô kỵ lao tới bên cạnh quy trần Lôi y dậy Rồi chạy trốn về phía Không có người chặn đường Chỉ tiếc là cả hai mới chỉ chạy được vài bước Sau lưng đã vang lên giọng nói Mà lục vô kỵ không muốn nghe thấy nhất Đông là anh em tốt Ta thật sự muốn vỗ tay tán thưởng hai người các người đấy Cậu lúc giọng nói vang lên Sau lưng hai người chợt lóe ánh đao Ngồi bên vùng tham lang Nhắm vào đầu của lục vô kỵ chém xuống Từ trận chiến lúc nãy Lớp vải trên cổ lục vô kỵ Đã bị bách vô cầu làm bong ra không ít Lớp vải này Không phải do cơ thể hắn tự sản sinh ra Không nằm trong phạm vi tự hồi phục Vì vậy Nếu bây giờ chúng phải một đao này Thì không cần nghi ngờ gì nữa Lục Vô Kỵ sẽ bay đầu ngay Đúng lúc này Quy Trần vẫn đang được Lục Vô Kỵ kéo theo Đột điên hét lớn một tiếng Sau đó y nhào tới Dùng cơ thể của mình đỡ lấy nhát đau Trong màn máu tươi bắn tung tué khắp nơi Thân thể Quy Trần Bị chém thành hai nửa Chương 273 Cơ thể bị đoạt xá Vừa rồi khi bóng người mà lục vô kỵ Dùng để giữ mạng Lao đến chỗ ngô miễn nó bị khí tức của hạt giống trên người nam nhân tóc bạc Bức bách không dám tới gần Chính vì thế Mới khiến ngô miễn có cơ hội ra tay Mặc dù không thể dùng tham lang Chém lìa đầu lục vô kỵ, Nhưng quy trần chết trong tay mình Cũng coi như đã báo được thù cho quy bất quy Trường kiên quy trần Bị một đào của ngô miễn chém làm đôi Lục vô kỵ gạo lên đầy thảm thiết Vội vàng ôm theo nửa phần thi thể bên trên Bỏ chạy về phía sau Lúc Ngô Miễn bách vô cầu tiên lên truy đuổi Bóng người lúc nãy bị Ngô Miễn dọa sợ Đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt một người một yêu Lần này bóng người làm như không cảm nhận được khí tức của hạt giống trên người Ngô Miễn Liều mạng bám chặt lấy nam nhân tóc bạc Sau đó thân thể nó bắt đầu phình to lên Theo một tiếng nổ vang dền Một đám khói đen dày đặc bao trùm lên nam nhân tóc bạc Bạch vô cầu không biết đã xảy ra chuyện gì Vội vàng xông vào trong đám khói đen tìm kiếm nằm đến tóc bạc ông trẻ ông sao rồi còn sống không đây còn sống thì đáp một câu nếu chết rồi thì ông đây cũng phải truy phong cho ông ấm cái tôn hiệu người không có cơ hội truy phong đâu Cầu lúc giọng nói vang lên ngồi miệng đã bước ra khỏi đám khói đen vụ nổ vừa rồi đã làm rách quần áo trên người y phần thân trên trần trụi dày đặc vết thương đổ máu chỉ hoàn mất một lúc khi muốn tiếp tục truy đuổi lục vô kỷ thì đã không còn kịp nữa Hắn đã ôm theo nửa phần thi thể của Quy Trần Sử dụng đồn pháp ngũ hành Biên bất không còn tâm tích Thầy đã đến nước này rồi Mà vấn đề lục vô kỳ chạy thoát Ngồi miễn dù không cam tâm Để công đành phải chấp nhận sự thật Bạch phục cầu thấy sắc mặt của ông trẻ nhà mình Không ổn liền lại nhảy khuyên nhủ Là này à, có thể dùng một đao Bổ đôi cây tên quy trần nhỏ thó kia Đã là không tệ rồi dù sao thì chúng ta Cũng đã báo thù được cho ông già Ai bảo lúc trước Dám đạp ông già dưới chân Còn dùng khúc xương lớn đâm vào đầu ông già nữa Đáng đời Đây chính là báo ứng đấy Lúc này Quỳ bất quỳ được nhóc nhầm tam dẫn đường Đi đến bên cạnh một người một yêu Ông già ngược lại nghĩ thông thoáng Hoàn toàn không trách móc ngô miễn Và con trai nhặt nhà mình Vì đã để lục vô kỳ trốn thoát Quỳ bất quỳ đi đến trước mặt hòa sơn Kiểm tra thường thế trên người nam nhân tóc đỏ Rồi cười tùm tìm Nó với một người một yêu trước mặt Ông già ta cũng không ngờ Hòa Sơn lại bất chấp đến mức này Để tìm được quảng nhân Gà thế mà dám Liều bằng bất cứ da nào đây Vừa nói quy bất quỷ, quỷ vừa lấy từ trong ngực ao ra Một cái mai rùa khác Ông già đặt mai rùa lên gần Hòa Sơn Rồi ghé vào tai nam nhân tóc đỏ nói Chiêm tổ ở trên người người đây nha Ông giả ta nói lời giữ lời Người cứ dùng đến khi nào Tìm được quảng nhân thì thôi Lúc nhắc đến hai chữ quảng nhân Cả người hòa sơn du lên lập cập Mặc dù gã vẫn như cũ không mở mắt ra Nhưng lại giơ tay phải lên Lần mò cầm lấy miếng mai rùa Đặt trước ngực mình Bạch vô cầu đứng một bên Nhìn thấy hòa sơn cầm lấy chiêm tổ liền nói với cha ruột của mình Ông già Có phải gã học cái thói giả vợ Bị ngất của cha không Đừng lên đi chưa. Ông đây nhìn thấy người len lén mở mắt ra rồi đây nha Con trai ngốc Lần này ngươi nói oan cho đại phương sư Hòa Sơn rồi quy bất quy cười kha kha Dừng lại một chút rồi nói tiếp Gà bị đả thương hồn phách Dẫn tới hồn mê Chết thì không chết được Chỉ là trong chốc lát chưa thể tỉnh lại ngay Đợi theo gà cùng về đi Để tình vì đại phương sư này liều mạng như vậy Chiêm tổ để hời cho gã một lúc đi Nói xong thì ông già đứng dậy Quay mặt nói về phía ngô miễn Ông già ta cũng không ngờ Quy Trần lại liều cả cái mạng Để cứu Lục Vô Kỳ Quan hệ giữa hai người bọn họ Quả thực là rất phức tạp sâu xa Vốn ông già ta còn tưởng Quy Trần Chỉ vì lợi ích mới qua lại với Lục Vô Kỳ Hiện giờ xem ra Ông già ta hiểu nhầm rồi Lục Vô Kỳ sẽ không bỏ qua chuyện này Đơn giản như vậy đâu Quay về chở hắn đi thôi Người bên đáp một câu Rồi quay gót ra khỏi thôn làng Nhìn thấy thành trường an đằng xa Ý dân đầu nhóm người đi bộ về phía kinh thành Cùng lúc đó Trong một sơn đồng tô đen điêu mực Lục vô kỵ vừa từ chỗ chết trở về đặt cô thi thể chỉ còn lại một nửa Của quy trần Lên một cái bàn đá Sau đó hắn nôn ra một ngụm máu Ngục xuống ngang ngửa ra đất Bao người mà lục vô kỵ thả ra Ngay lúc ấy là yêu linh có thêm một chút hồn phách của chính hắn Vì để có thể trốn đi Mà lục vô kỷ đã thao tác sợi hồn phách kia Cho yêu linh tự nổ Bản thể là hắn Cũng phải chịu tổn thương không nhẹ Lần này tổn thương đến hồn phách Năng lực trường sinh bất lão của hắn Không thể làm nó hồi phục lại như lúc đầu Và lúc lâu sau Lục vô kỷ lúc này Đã mặt mày xanh mét gắng gượng đứng dậy Nhìn nửa câu thi thể đặt trên bàn đá Nói xuất hiện đi Ta sẽ không để người chết như thế được Người vẫn có thể tiếp tục đoạt xá Chỉ là thân thể ở chỗ này khả năng Là không quá phù hợp với người gắng nhìn thêm một chút Sẽ sớm tìm được thân thể thích hợp với người thôi Người vẫn đến Để ta cứ thế mà đi đi Lâu này Trong không khí vang lên giọng nói của quy trần Rồi một cái bóng mờ mờ ảo ảo Bay ra từ bên trong nửa cốt thi thể Bóng mở nọ chính là hồn phách của Quy Trần y nhìn về phía Lục Vô Kỵ nói Đã nhiều năm như vậy rồi Ta cứ phải đoạt giá mà sống Mệt mỏi lắm Đoạn đường sau này Người tự mình bước đi tiếp thôi Lục Vô Kỳ hít sâu một hơi Nói với hồn phách Quy Trần Bao nhiêu năm qua Con đường này vẫn luôn là hai chúng ta cùng đi Ta sẽ không tiên người xuống dưới đoàn tụ Với phụ thân của người đâu Ai cho người nhắc tới lão ta Nghe thấy lục vô Kỳ nhắc tới cha mình thái độ của quy trần lại cơn như vừa nghe thấy tên của kẻ thù giết cha y đột nhiên đột cơn tam bành gào lên một tiếng rồi xông tới chỗ lục vô Kỳ nhưng y chỉ là một linh hồn vừa mới ra đời không thể gây ra tổn thương gì cho bán yêu được ngược lại chính y lại bị phân tán thành từng mảnh như một làn khói sau đó lại lần nữa ngưng tụ như cũ người muốn làm gì hả ta đã chết rồi ngươi còn muốn lấy lão ta ra dày vò ta nữa sao đừng còn nhắc đến người đó nữa ta chỉ nói sự thật mà thôi sau khi ngươi xuống dây đó nhất định sẽ phải gặp lão ta lão sẽ không luân hồi chuyển thế nhanh như thế đâu lục vô kỵ nhìn chằm chằm quy trần đang nổi giận dừng lại một lúc hắn lại nhân nhá chậm rãi nói ra từng chữ thân thể của ngươi không chịu nổi tác dụng của thuốc trường sinh bất lão đâu chỉ còn cách đoạt xá mà thôi Lúc nói chuyện Thân thể lục vô kỳ Lại lào đảo mây cái Nghề lây sức một lúc lâu sau Hắn mới lại nói tiếp Như thân thể trước đây Ta chuẩn bị sẵn cho người đoạt xá Hiện giờ đều không có ở đây Nhưng cho ta vẫn còn một thứ tốt hơn Vừa nói Lục vô kỳ vừa xoay người Đi tới trước vách đá sau lưng Không thấy hắn có động tác gì Nếu khi bạn yêu đi tới cách vách đá Khoảng nửa trượng Bạch đá này đột nhiên giảm một tiếng Rồi mở ra một lỗ thủng Đứng sừng sững bên trong Là một con yêu quái không rõ còn sống hay đã chết Toàn thân con yêu quái Đen nhánh như mực Trong sơn động vừa đã tối tăm Không còn lấy một tia sáng Con yêu quái đứng ở đó Thoàn nhìn cứ như vô hình Người vẫn chưa từ bỏ ý định này sao Ta đã nói Ta sẽ không dùng yêu thể cơm mà Cho dù là thân thể của Á Vương hoàn mỹ này Cũng không là không Quy Trần hét lớn một tiếng Tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ Người bỏ cái suy nghĩ ấy đi Bảo ta sử dụng thân thể như thế này Ta thả rằng đi Thả rằng đi xuống dưới Gặp người kia sao Lục Vô Kỵ dùng ánh mắt lạnh như băng Đi linh hồn của Quy Trần Ở đây không có thân thể người sống Mà hiện giờ hồn phách của người Không còn thi triển được bao nhiêu thuật pháp nữa Đoàn sát cần dùng thuật pháp nếu vẫn không tìm được thân xác nào Để thay thế Thì người sẽ biến thành cô hồn dã quỷ Thôi vậy Chẳng qua chỉ là một thân xác mà thôi Ta cho người thân thể của ta Còn ta sẽ dùng á vương Trong khi nói Lục vô kỵ lây ra một con dao găm Cắt một đường lên cổ tay mình Nhìn máu tươi từ từ chảy ra Hắn tiếp tục nói với linh hồn của quy trần Thân thể của ta Có thể tự lành vết thương Người phải nhanh lên Thấy lục vô kỵ Tự nguyện nhường cả thân thể của mình Quy Trần ngẩn ra một lúc Để khi tỉnh tao lại Y thở dài nói Người vẫn đến giữ lại thân thể của mình đi Ta sẽ dùng á vương Lúc nào ra ngoài Thì tìm cho ta một thân xác con người Vợ nói Hồn phách của Quy Trần vừa bay đến trước thân thể á vương kia Y cứ thở dài hết sức không cam tâm Nhưng cuối cùng vẫn tiến lên một bước Dung hợp hồn phách của mình và thân thể A Vương lại với nhau chương 274 Lựa chọn của Hòa Sơn Trong Lưu Vương Phủ Ở thành Trường An Mấy người và yêu ngô miễn về đến nơi Quỷ bất quỷ lập tức tìm chỗ cho Hòa Sơn dưỡng thương Mặc dù vị đại phương sư cuối cùng này Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Nhưng tay gã Thì vẫn nắm chặt cây mai rùa kia Bất kể là ai Cũng không thể gỡ ngón tay gã ra Mà lấy chiêm tổ đi được Hồn mê suốt 3 ngày 3 đêm Mà vẫn chưa thấy người tỉnh lại Cuối cùng vẫn là quy bất quy Nghĩ ra một ý Ông già tìm mấy gia đình Có chất giọng to khỏe trong lưu vương phủ Cho bọn họ đứng bên ngoài cửa phòng hét to Đại phương sư Quảng Nhân Bị làm sao thế này Ngài không thể cư thế mà chết đi được Đại phương sư Quảng Nhân Sao ngài lại còn nôn ra cả máu thế này Cứu mạng Đại phương sư Quảng Nhân không xong rồi Đại phương sư Quảng Nhân chết rồi Đại vương sư Quảng Nhân chết thật rồi Lúc mọi người bắt đầu gọi tên Quảng Nhân Lúc mày Hòa sơn đã khẽ cau lại Cơ mặt bắt đầu co giật chẳng theo một quy luật nào Để khi người ta nói rằng Quảng Nhân nôn ra máu Hai mắt Hòa sơn mặc dù vẫn chưa mở ra Nhưng đã có thể nhìn thấy trong mắt gã Đào qua đào lại bên dưới mi mắt Cuối cùng ngay lúc mọi người gào lên là Đại phương sư Quảng Nhân chết rồi Hòa Sơn đột nhiên mở mắt Nhảy bật dậy khỏi giường Gà trợn toàn đôi mắt đỏ ngầu Mà gào lớn một tiếng Đại phương sư đợi đã Đệ tử đi theo người Lâu này Hòa Sơn mới thấy quý bất quý bách vô cầu Và nhóc nhầm tam đang ngồi trước mặt mình Một người hai yêu bọn họ Đang ngồi xung quanh một chiếc bàn nhỏ Trên bàn bày nào là rượu ngon Nào là hoa quả Còn có cả hạt dưa Mà dạo gần đây nhóc nhậm tam rất thích ăn Tất cả vừa uống rượu Vừa cắn hạt dưa Vừa đưa mắt nhìn gã Hệt như đang nhìn một kẻ ngốc Cùng lúc Hòa Sơn tỉnh lại Mấy gia đình ở ngoài cửa Được bách vô cầu ra hiệu lập tức trốn đi Nam nhân tóc đỏ Ngây người một lúc lâu Mới hiểu ra mình bị thương ngất xỉu Trong lúc đánh nhau với lục vô kỵ Và quy trần Có vẻ như mấy người trước mặt này Đã đưa mình đến đây Lâu này là kẻ nào nói đại phương sư quảng nhân Quy thiên thế hả Ra đây Giờ đến mấy câu nói Mình nghe thấy trong lúc hôn mê Hòa Sơn nổi giận Nhìn chăm chăm quy bất quy tiếp tục nói Công ơn dạy dỗ lớn tựa trời xanh Đại phương sư Quảng Nhân Dạy bảo Hòa Sơn nhiều năm như thế Không phải là để ta nghe thấy Sư tôn bị làm nhục Mà vẫn thản nhiên như không Vừa rồi trong số các ngươi Ai đã nói như vậy Bước ra đây Có ai nói gì đâu Ngươi đã mơ ấy chờ Lúc này Bách vô cầu nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra Uống một ngụm rượu Rồi mới nói tiếp Không phải ông đây non người chứ Nhưng mà hỏa sơn này Loài người các ngươi thường bảo ngày nghĩ thế nào Đêm mơ thế ấy Trình người kể ra đến cả nằm mơ Người cũng có thể mơ thấy sư tôn của mình chết Thế thì ngươi Phải hận đại phương sư quảng nhân nhà các ngươi Đến mức nào cơ chơ Lâu nay ông đây nghe thấy Đám người hầu nói Lúc người hồn mê cứ lầm bẩm đại phương sư đừng mà Đại phương sư đừng mà suốt Ông đây không tin Nếu mới đưa ông già chúng ta Và nhậm lão tam sang đây xem thế nào Kết quả lần này Ngươi lại còn nói thẳng ra là Quảng nhân ngươi chết đi Ông đây không hiểu nổi Dù quảng đại phương sư nhà các ngươi Đã làm gì ngươi Mà để đến nỗi nằm mơ ngươi cũng mơ Ước gì ông ta chết quách cho rồi thế Ngươi đánh rắm bàn về trời đồng Trình độ của Hòa Sơn và Bách Vô Cầu tranh lệnh nhau chẳng khác nào trình độ thuật pháp Giữa gã và Đại Phương Sư Tử Phúc Hòa Sơn tuy nóng tính Nhưng lại không biết cãi nhau Lâu này đã tức đến nỗi Cả người phát run lên Muốn mắng lại mấy câu Nhưng lại ngại thân phận mình là Đại Phương Sư cuối cùng Cảm thấy khó mà mở miệng mắng chửi Lâu này quy bất quy cười khà khà Nói với Hòa Sơn <laughs> Trẻ con ăn nói không biết giữ chừng mực làm đại phương sư tức giận rồi Nhưng lời nóng giận Làm hỏng mất chiêm tổ thì không hay Đại phương sư Hòa Sơn Công đường nóng nảy quá Mà bóp nát chiêm tổ trong tay Thành cho bụi đây nha Đến lúc này Hòa Sơn mới sực nhớ ra Là mình đang cầm chiêm tổ trong tay Đây chính là tổ nghề bói toán Hàng thật giá thật Không phải cây mai ba ba Mà trước đó bọn họ dùng để lừa lục vô kỷ Sau khi tỉnh táo lại Hoa Sơn đừng điều chiêm tổ thật cẩn thận Liếc nhìn quy bất quy nói Các người cho ta chiêm tổ thật sao Cho mượn Đến bây giờ ông già ta Vẫn chưa từng nói là tặng luôn cho ngươi đâu đấy Quy bất quy cười khà khà, Tiếp tục nói với Hoa Sơn Ông già ta biết Đại phương sư người muốn dùng chiêm tổ để làm cái gì Chuyện lớn như vậy không nên trì hoãn Đưa này nhá Người mau dùng chiêm tổ ngay tại đây luôn đi Vận may của Đại Phương Sư Hòa Sơn người tốt lắm Hôm nay ông giả ta và yêu vương Cùng với con nuôi của Đại Thuật Sĩ Tịch Ưng chân Cùng nhau ở đây hộ pháp cho người Chuyện tốt điều thế Đến cả sư tôn quảng nhân của người Cũng chưa từng được hưởng đâu Dùng ở đây luôn sao Hòa Sơn biết quý bất quy làm như vậy Là để giám sát gã Một gà dùng chiêm tổ xong Thì phải đi ngay Nhưng mà trong lòng nam nhân tóc đỏ quạt thực cũng đang sốt ruột mới quay về sư môn dù sao thì chỉ có người dùng chiêm tổ mới có thể nhìn thấy thiên cơ hòa sơn không để ý đến quy bất quy và hai con yêu quái nữa gà chậm rãi ngồi xuống mặt đất bắt đầu sử dụng chiêm tổ nhìn thấu thiên cơ xem phải làm như thế nào thì mới được sư tôn tha thứ cho phép quay về sư môn trong mắt quy bất quy và hai con yêu quái hòa sơn cứ như thể phát điên lên vậy gã nhìn chằm chằm cây mai rùa trên tay không chớp mắt Vẻ mặt lúc thì căng thẳng Lúc lại kích động Lúc thì cười ha hả Lúc lại không kìm lòng được Mà khóc ra nước mắt Mách vô cầu nhìn mà thấy hơi hoảng Hắn nhỏ giọng thì thầm với cha ruột Đang ngồi bên cạnh mình À ông giả, dạ, Có phải Hòa sơn phát điên rồi không Đường đường một vị đại phương sư À đáng tiếc Quỷ bất quỷ cười khả khả đáp gan đưa này Là do nhìn thấy những biên hóa trong chiêm tổ ấy mà có cảnh lại lần nữa Trở về là môn hạ của Quảng Nhân Có cảnh gã và Quảng Nhân Gây gỗ cãi nhau ở Mỹ Có thấy vẻ mặt hệt như người chết kia không Đến 8 phần 10 Là cảnh gã chọc tức sư tôn Hai thầy trò đồng quy vô tận đây Ai à, Nhìn hai thầy trò nhà người ta Nói đồng quy vô tận Là ôm nhau chết chùm luôn Rồi lại nhìn ông già cha đi Ngay thế vậy Bách vô cầu cảm thấy có chút không cam tâm Lên nhìn quê bất quy Sau đó lại nói tiếp Ông đây không hiểu nổi Bọn họ là người ngoài Mà cũng làm được Tại sao đến lượt ông giả cha Thì lại khó thế hả Ông đây làm yêu vương Mà còn sẵn sàng chết ngay được Một lão giả khu đế gần đất xa trời như cha Lại sợ cây rẻ Quê bất quỳ cười khổ một tiếng Đang định nói vài câu gì đó Để bị mồm thằng con trai ngốc này Bầu nhiên thấy nhóc đậm tăng suy một tiếng thằng nhong nhỏ giọng thì thầm chặt tự đi hỏa sơn sắp xong rồi kìa lâu này vẻ mặt hòa sơn đã trở lại như bình thường mặc dù gã vẫn cứ nhìn chằm chằm chiêm tổ không chớp mắt nhưng không còn liên tục thay đổi biểu cảm như trước nữa một lúc lâu sau vị đại phương sư cuối cùng này thở dài thườn thượt một hơi sau đó gã cầm chiêm tổ lên rồng hai tay trả lại cho quy bất quy cũng đang chuẩn bị đứng dậy sau khi trả chiêm tổ cho quy bất quy hòa sơn thêm mà còn hành đại lễ với ông già hành lễ xong ga lại đứng dậy mỉm cười nói đa tạ quy sư thúc Bê tắc của hòa sơn đã được khai thông rồi lục trực có làm gì không phải kinh mong quy sư thúc lão nhân ra lượng thứ cho quy bất quy đã một nụ cười kỳ quái mở lên tiếng đáp ông già ta đã rất lâu rồi không nghe hòa sơn ngươi gọi hai tiếng sư thúc Giờ gọi như thế Ông già ta lại thấy không quen Lần trước ngươi gọi ra hai tiếng này Là lúc ngươi theo sư tôn quảng nhân của mình Đến nhờ mấy người chúng ta Bán mạng cho các ngươi Ngươi gọi như thế Làm ông già ta thấy hơi trột dạ đe Quỷ sư thúc hiểu lầm rồi Hòa Sơn vô cùng hối hận Vì những chuyện đã xảy ra lúc trước đây Nếu lao nhân ra ngài không chịu bỏ qua Hòa Sơn nguyện quỳ ở đây không đứng dậy Và nói chuyện Đại phương sư cuối cùng lại lần nữa Quy xuống trước mặt quy bất quy Lần này thì ngay cả bách vô cầu Luôn phản ứng chậm hơn người khác một nhịp Cũng nhận ra chuyện là thế nào Hà Niu Mày nói với quy bất quy Ông già dạ, Ông đang nhìn ra rồi nha Hòa Sơn mỗi một lần nữa Gia nhập môn hạ của Quảng Nhân Thì mau chốt nằm ở chỗ cha Hòa Sơn ngươi được rồi đấy Đến cả ông đây Mà cũng nhận ra cái trò siếc của ngươi thì ông già con ngủ rồi Cũng nhận ra được anh chơ Nếu các vị vẫn không tin Hòa Sơn Ta đành phải rời đi vậy Hòa Sơn cười khổ một tiếng Lại lần nữa Quay sang nói với quý bất quý Hôm nay xin từ biệt ở đây Nếu quý sư thúc có gặp lại Đại Phương Sư Quảng Nhân Nhờ sư thúc truyền lời đến Đại Phương Sư Hòa Sơn biết lỗi rồi Lâu này Quý bất quý bốc bật cười thành tiếng Sau đó ông già nói Ha 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 nếu nói vậy thì xem ra Hòa sơn người đã nhận ra chuyện đại phương sư Quảng Nhân Vẫn luôn lần trốn người rồi nhỉ Nếu không thì bao nhiêu năm qua Người không thể nào không tìm được người Nếu hắn đã không muốn gặp người Người đành phải làm phiền người khác chương 275 Lại chia tay Chỉ là cơ duyên không đủ Nên bị Hòa Sơn bỏ qua rồi Hòa Sơn của hiện tại và vị đại phương sư tính tình nóng này trước đây Hoàn toàn là hai người khác nhau ga thở dài một hơi rồi nói tiếp Cùng may là vẫn chưa quá muộn Vẫn còn cơ hội cứu vãn Cơ hội gì thì người nói ra xem nào Dù sao ông đây cũng là yêu vương Để tình người hiếu thuận với quảng nhân như thế Nếu giúp được thì nhất định sẽ giúp người một tay Bách vô cầu đi tới bên cạnh Hòa Sơn Nói tiếp Bây giờ ông đây không còn là bách vô cầu ngày trước nữa không phải nói mạnh miệng chứ bọn trói lão quảng nhân lại cũng chẳng phải chuyện to tát gì thế này nhá, ông đây ra tay bắt trói ông ta lại nhốt vào phòng tối cho đến khi nào ông ta đồng ý lại nhận người làm đồ đệ thì chúng ta mới thả ngươi ra con trai ngốc người đừng có bày kế vớ vẩn ngươi mà làm như vậy thật thì cứ chờ quảng nhân tự sát cho ngươi xem đi Quy Bất Quy cười khổ một tiếng tiếp tục nói Quảng Nhân là đại đệ tử của Tử Phúc Cũng từng làm đại phương sư Làm sao có thể cam chịu nỗi nhục này Người hành động như thế Không cẩn thận Người ta sẽ chết trước mặt người thật đấy Từng làm đại phương sư Thì không nhịn nhục được sao Ai quy định như thế Đúng lúc này Ngồi bên tóc bạc và trình rào kim Một chiếc một sau đi vào Nam nhân tóc bạc liếc nhìn hòa sơn đang tỏ ra lung túng Lại nói tiếp Biết đâu một ngày nào đó Ta sẽ mời đại phương sư Quảng Nhân Đến ở lại một vài trăm năm Ông già Ông ta mà tự sát Thì coi như ta thua Thầy Ngô Miễn dùng lời lẽ không công kính Khi nhắc đến sư tôn của mình Hòa Sơn nén cơn giận Cô nặn ra một nụ cười nói Hòa Sơn cảm tạ sự giúp đỡ của các vị Đặc biệt là Quy Sư Thúc Đã cho Hòa Sơn mượn bảo bối chiêm tổ Vô nên ở lại đây Hầu hạ quy sư thúc mấy ngày mới phải Có điều Hòa Sơn bị trọng thương Vừa mới khỏe lại Thân thể còn ôm yếu không tiện ở lại bên cạnh các vị Hẳn đợt ta vẫn phải tiếp tục Đi tìm đại phương sư Quảng Nhân Nghĩ đi nghĩ lại Ta vẫn nên rời đi thì hơn Nói đến đây Hòa Sơn khom người hành lễ Với nhóm người và yêu Bao gồm cả trình giáo kim Sau đó nói tiếp Đã tạ các vị giúp đỡ Hòa Sơn xin từ biệt tại đây Nói dứt lời Vì đại phương sư cuối cùng Đưa chân bước ra khỏi sành chính Đi thẳng ra khỏi phủ đệ của Lưu Vương Mà không hề ngoảnh đầu lại Để theo bóng dáng hòa sơn Dần đi khuất Bạch vô cầu nói với cha ruột của mình Đến cùng thì cái tên tóc đỏ này à Cũng không chịu nói Đang nhìn thấy gì trong cái mai rùa kia Thế rốt cuộc Có cần ông đây giúp một tay không Bỏ qua cơ hội này rồi Là khó gặp được cơ hội khác lắm đấy Lần sau có muốn ông đây giúp đỡ Chúng ta phải bàn chuyện giá cả trước nha Con trai ngốc Bên trong chiêm tổ là thiên cơ Làm sao mà gã nói cho chúng ta nghe được Quyên bất quy cười khà khà Sau đó Nói với trình rào kim Đứng sau lưng ngô miễn Rào kim hạ chiều rồi đấy hả Không thấy người lên tiếng Xem ra tức vì song vương kia của ngươi Đã bị bãi bỏ rồi Lâu này trình lão tứ Nay giờ không dám ho he gì Mới bước ra Cười ha hả đáp <laughs> Lão nhân ra ngài đoán đúng rồi Nhưng là không chỉ có tức vì song vương bị thu hồi Mà đến cả cây ghế lưu vương của lão trình ta Cũng bị thu hồi luôn rồi Tần à Hoàng thượng à chơi cao tay lắm Không cần thằng quắt con họ võ Lên mặt với lão trình ta Lý thế dân hắn đã hỏi tội ta Chuyện là tự ý xông vào phủ đệ của đại thần Vô cứ làm nhục đại thần trong chiều Cái gì mà Lư Vương Rồi thứ sử U Châu Đều bị bãi bỏ hết Hiện giờ lão trình ta chỉ còn là một thứ sử Lư Châu Lư Vương Cũng bị giáng thành Lư Quốc Công rồi Thấy người anh em kết nghĩa của mình Mặt mày ủ rũ Bạch vô cầu đi tới an ủi mấy câu Thế chẳng phải càng tốt hay sao Em trải ngốc à Không phải tối hôm qua trình người đã nói rồi đó sao nếu hoàng thượng không thu hồi tước vì song vương tức là còn dòm ngó cái mạng giả của ngươi mấy năm qua ngươi hưởng phúc quen rồi vẫn còn chưa nỡ rời xa vinh hoa phu quý theo chúng ta vào nam ra Gia bắc sao lư quốc công thì lư quốc công không thì ngươi theo ông đây lên yêu sơn ở đó ông đây là yêu vương ông đây nói thế nào thì chính là thế ấy phòng cho ngươi làm vương đệ các nữ yêu trẻ trung xinh đẹp đều cho ngươi tùy ý chọn không khuyên còn đỡ nghe hắn khuyên xong trình rào kim ngược lại hào hứng hẳn lên gã kéo tay bách vô cầu thao thao bất tuyệt không chịu để yên không phải thế mọi người không biết cảnh tượng trên chiều hôm nay thế nào đâu nào là tân quỳnh sai thiệu rồi đỗ như hối nằm ngoài bọn họ ở trong phủ lão trình ta uống say khướt còn nhắc đến năm xưa ở trên núi ngõ cương sung sướng biết bao nếu một ngày nào đó Hai cha con Lý Uyên kia chọc cho mấy vị ra ra không vui Mấy anh em sẽ kéo cờ tạo phản Một lần nữa dựng lên cờ hiệu núi Ngoã Cương Giành lại thiên hạ mà chúng ta đã nhường lại cho họ Lý Nhưng mà vừa rồi Khi Lý Thế Dân giao huấn lão trình ta Mấy người bọn họ ai nấy đều cụp đuôi ngoan như cún Dám cũng không dám đánh một hơi Ai à, tần lão nhị trước đây Thân thiết với lão trình ta nhất cũng giả vờ không nghe thấy cúi đầu giả chết Bà hắn làm như thế là còn coi được đấy Sai thiệu thì trực tiếp Thay đổi thái độ Đứng về phe Lý Thế Dân Nói mình đã gai mắt lão trình ta từ lâu rồi Đồ như hối Lại còn đứng một bên phụ họa Nói cái gì mà cho ta làm lư quốc công Đó là ân điển to lớn Chút công lao to bằng hạt đậu phòng Của lão trình ta Có phòng cho chức huyện thừa Thì đã là không tệ đây là đám anh em Đã nhiều năm vào sinh ra tử Về lão trình ta đấy Đầu lúc này Quản gia của trình giảo kim chạy tới trước mặt ngã Trình cắt trước đó Đã chết dưới tay lục vô kỷ Đây là đại quản gia mới Được trình lão tứ cất nhắc lên thay Ông ta hành ban lễ Vinh ngô miễn quý bất quý Rồi vội vàng đi tới trước mặt chủ nhân nhà mình Cười nịnh nọt nói Điện hạ Bên ngoài có các vị đại nhân tần quỳnh uất chỉ công cầu kiến làm nhân ra ngài có gặp hay không Gặp Sao lại không gặp Nghe báo mấy người này tới phủ Trình giáo kim nói với quản gia Đè lấy cây rìu lớn của lão trình ta ra đây Hôm nay lão trình ta Phải trẻ cái đám ấy ra mới được Tư ca của ta Sao lại tức giận đến mức này Lúc này trên chiều chẳng phải mấy anh em chúng ta Làm theo ý của ngươi sao Xem đi Bên ngay là người lòng dạ nhỏ nhen mà Lâu này có mấy người đàn ông Ăn mặc lộng lẫy từ bên ngoài đi vào Ngoài trừ bất chỉ cung Mấy người còn lại Đều là cựu thần của Trình Giảo Kim Khi còn ở núi Ngoã Cương lông nãy Ở trên chiều thấy sắc mặt Trình Giảo Kim Không được đẹp cho lắm Cho nên mới chạy đến đây khuyên nhủ mấy câu Mấy người ngô miễn quý bất quy Không có ý định tham gia vào Nên đi đường cửa sau Rời khỏi sành chính Lục xăm ra khỏi cửa Bách vô cầu lại quay đầu lại Liếc mắt nhìn thế trình rào kim vẫn còn đang nghiêm mặt nghe thấy mấy lời nói kia lại khôi phục dáng vẻ cả chớn thường ngày mấy vị đại thần kia thì vẫn đang ra sức khuyên nhủ tứ ca ngươi vừa đi thì bệ hạ cung hối hận người thử hỏi uất chỉ công xem bệ hạ nói thế nào bệ hạ nói làm như vậy chỉ là để người trong thiên hạ xem mà thôi hai ngày nữa tứ ca vẫn sẽ là lưu vương điện hạ trình rào kim tức vì song vương cứ để ở đó Đại lần sau ngươi lập đại công Sẽ trả lại cho ngươi Bạch vô cầu vốn tưởng lần này Sẽ đưa trình giáo kim đi theo luôn Nhưng giờ dạ, trông thấy người anh em kết nghĩa của mình Lại cười cười nói nói với đám người kia Cho dù hắn có phản ứng chậm đến mấy Thì cũng hiểu lần này Không phải diễn trò Tề thổ lô tỏ vẻ chán nản Quay sang hỏi quy bất quy ở bên cạnh Ông già dạ, Bây giờ chúng ta đã lấy được cả hai cây chiêm tổ rồi Giờ dạ, chúng ta xem thử vài quẻ trước hay quay về tìm tử phúc Chữa mắt cho cha trước đây Đương nhiên là đi chữa mắt trước Bao nhiêu năm qua Ông già ta sắp quên mất cảm giác Nhìn thấy đồ vật là như thế nào rồi đây Nếu không phải lần này Đại phát từ bi Chờ hòa sơn thêm mấy ngày Thì bây giờ chúng ta đã ở giữa biển rồi Làm phiền ở nhà em trai người lâu như thế Cũng đến lúc phải đi rồi Quý bất quý nói đến đây Thì gọi vị quản gia đang đi cùng bọn họ Nhờ ông ta đi chuẩn bị xe ngựa Mấy người bọn họ muốn lên đường đi xa Không cần bẩm báo lại với trình rào kim Sau khi lên xe ngựa bạch vô cầu đã là yêu vương Nhưng vẫn tự mình đánh xe Đỡ mấy người và yêu trên xe Xuất phát đi về phía cổng thành trường An Bọn họ nói đi là đi bạch vô cầu vẫn có chút lưu luyến trình rào kim Trên đường đi Hắn cứ kìm dây cương đi thật chậm Chờ quản gia đi bẩm báo với chủ nhân nhà mình rằng Mấy vị lão thần tiên đã rời khỏi phủ rồi Nhưng không ngờ đến khi bọn họ Xăm ra khỏi thành rồi Mà vẫn không thấy lão trình đuổi theo Tên quản gia này Biết nghe lời như thế từ bao giờ vậy chứ Đến khi đã nhìn thấy cổng thành phía xa Bạch vô cầu vẫn có chút không cam tâm Mà thở dài thường thượt Hắn quay đầu lại Nhìn quy bất quy đang cười tùm tìm nói Ông già Trình Giảo Kim cũng gọi cha là cha kia mà Bình thường người trong cũng lanh lợi lắm Sao đến lúc này lại chậm chạp hơn cả ông đây thế Quy bất Quy mỉm cười đáp Con trai ngốc Như thế không gọi là chậm chạp Em trai người biết chúng ta phải lên đường Cô biết trên đường sẽ có người chờ chúng ta Gã vào người đó mới xảy ra chút mâu thuẫn Không muốn gặp nhau để phải lúng túng mà thôi Quyên bất Quy vừa nói dứt lời từ trong nhà dân ở bên cạnh Trần có một người trung niên bước ra Người này cản đường xe ngựa Cười đầy ý vị mà nói Các vị ẩn sĩ Chủ nhân nhà ta ở nơi này Cùng kính chờ đợi đã lâu Hết chương 275 Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại